Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Đồng Hồ. Ở video ngày hôm nay thì em Đồng Hồ có về được ở trên đây là một dòng sản phẩm mới nữa của Seiko anh em nhé. Em về được ở dòng cái dòng sản phẩm ngày hôm nay thì em về đó là một phiên bản hàng nước nhưng mà về cái tình trạng hàng thì em đánh giá đây là một phiên bản uh, Seiko với cái tình trạng nước của nó còn đâu đó khoảng độ tầm 98 đến 99%. Uh, còn rất là mới anh em nhé. Và đối với dòng sản phẩm này ngày hôm nay thì em về được duy nhất là một chiếc dòng Seco S như thế này uh, Bản quân đội bật mí cho anh em ở đầu video luôn uh, với mức giá xem xem cho anh em đâu đó khoảng độ tầm 4 triệu 600 nghìn thì anh em đã sở hữu được em này với một phiên bản hàng nước. Uh, anh em chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này của Seco nhé thì có thể là liên hệ sớm qua Zalo của em Duy là 0347 808 219 để đặt hàng hoặc là kết bạn hoặc là uh, gọi điện trực tiếp qua hotline số máy này luôn anh em nhé đối với những cái tình trạng hàng như thế này thì bên em vẫn sẽ cam kết chính hãng cho anh em 100% về cái bảo hành này cái tiếp theo là sẽ có cái chính sách hậu mãi 5 năm cho anh em tức là từ năm thứ nhất là sẽ hỗ trợ cho anh em 100% chi phí về máy móc của đồng hồ và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em 50% chi phí khi mà anh em Spa nằm đẹp đánh bóng lại đồng hồ ở đây cũng là một cái chính sách bảo hành có thể nói là rất là lâu dài khi mà anh em mua và trải nghiệm đồng hồ để anh em đeo có thể là yên tâm hơn anh em nhé đây um, với dòng sản phẩm ngày hôm nay em về thì hộp sổ thì em có đầy đủ nhá không thiếu bất kỳ một cái chi tiết gì đó, anh em xem qua và trước này thì nó sẽ có một cái tờ giấy mua bán của Seiko với trước này thì em san về được đó, với một cái mức giá nó rất là hời với 4 triệu 600 nghìn thì anh em đã có thể sở hữu được em này rồi đó, Bản Seiko <laughs> Dòng này thì bây giờ anh em tìm trên thị trường là gần như là không có đâu thật sự là nó rất là hiếm với cái dòng seiko s như thế này và bản quân đội nhé. Mà nếu như mà nếu như mà anh em tìm được thì bây giờ nó cũng có rất là nhiều những cái phiên bản quốc tế đó. Mà bản quốc tế nó đã khó tìm rồi thì hôm nay thì em về được nó là một phiên bản hàng nhật nội địa. Đó, nó còn có nó còn khó tìm hơn ở trên thị trường việt nam nữa. Bây giờ thì gần như là không có hàng để mà bán anh em nhé. Và em về được thì nói chung là rất là may mắn về được chỉ có duy nhất là một chiếc này thôi. Đó, san cũng rất là cực kỳ là vất vả cho anh em à, về được đến tay của em duy là chiếc này. Đó, sổ sách thì em có đầy đủ hết cho anh em với chiếc này thì nó sẽ được trang bị một cái cỗ máy 4r của seiko đó đây cũng là một cái cụ máy tầm trung khá là cao cấp à, bền bỉ của seiko được trang bị ở trên những cái dòng máy à, được trang bị trên những cái dòng seiko bản quân đội như thế này anh em nhé à, phụ kiện theo kèm thì chúng ta sẽ có tổng cộng là bốn mắt thừa bốn à, mắt thừa của đồng hồ như thế này khi mà anh em mua mua sản phẩm thì chắc chắn là chúng ta sẽ có có mắt thừa theo kèm để ví dụ như là chúng ta lên tay mà nó to hơn cái cái nó nhỏ hơn cái phần cổ tay của mình thì chúng ta có thể là uh, nắp vào thêm để mà đeo uh, đối với dòng sản phẩm này em về thì anh em xem qua cái tình trạng sản phẩm nhé Tại sao em nói là 989% M mặc dù là người uh, người chủ cũ người ta dùng rất là giữ gìn và cẩn thận đây anh em có thể xem qua em lao qua một chút cho anh em xem qua nhé Đấy, về những cái chi tiết về cái phần sườn này, phần viền benzo cũng như là phần kính của nó thì chưa có bất kỳ một cái vết xước gì. Anh em xem qua về cái phần uh, phần sườn của chiếc này nhé. <laughs> đây anh em xem qua này. Đó, nó rất là bóng và anh em xem qua nó thì nó chỉ có một số những cái vết xước nông mèo thôi. Ở đây thì em chỉ thấy là có một vết rồi này. nó chưa có tình trạng xước sắt gì nhiều lắm khi mà anh em đeo sản phẩm này nói chung là xước một vết nông mèo thì nó cũng chả đáng kể gì đâu anh em ạ à. đeo thì chả ai để ý soi ra một cái cầm cầm hẳn zoom vào cái kính núp để chúng ta nhìn ra được một cái vết sức lông mèo đâu đó. đó, tiếp theo là về cái phần hông bên uh, phần núm chỉnh thì chúng ta cũng chỉ có một vết xước nữa nhé đấy vết sức lông mèo như thế này đấy anh em xem qua nói chung là tình trạng sản phẩm thì em sẽ sâu kỹ nhất có thể cho anh em xem để biết được là tình trạng sản phẩm nó như thế nào và để anh em là ướm được phần cái tài chính của mình nhá. với mức giá 6, uh, 4 triệu 600 nghìn thì anh em đã sở hữu được một dòng sản phẩm Seiko S uh, hay còn gọi là Seiko 5 bản quân đội nội địa Nhật nhé. À, tại sao em nói nhấn mạnh về cái dòng chữ nội địa nhật bởi vì là thị trường hiện tại bây giờ à, đối với những cái phiên bản seco bản quân đội như thế này thì đa số là là là, là những cái phiên bản quốc tế là nhiều Đó, đa số phiên bản quốc tế à, nó giá thành nó rẻ hơn nhưng mà quốc tế thì em cũng có thể săn về được Nhưng mà em không thích Em thích săn về những cái phiên bản hàng Nhật như thế này Để cho các bác dùng Thứ nhất là các bác yên tâm hơn Đó, Nghe về cái phiên bản mà mua ở phiên bên Nhật nội địa Sản xuất nó ra tại Nhật thì nó vẫn sang hơn chứ đúng không các bác Đó, Nên là đối với những dòng sản phẩm như thế này Nội địa Nhật mà đặc biệt là bản Seiko quân đội như thế này Thì hàng về rất là hiếm nhé Em chỉ có một chiếc bác nào mà mà nhanh tay thì em sẽ giao lưu giá tốt Thật sự là em chỉ có một chiếc thôi Về nó 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 không có quá là nhiều bản mặt xanh disc blue cho anh em các chú luôn. Về phần size mặt thì em sẽ đo qua, size của chiếc này là đâu đó khoảng độ tầm size 39.5. Đó và độ dày ở đây em có là 13.5 nhá. Cùng với đó là phần càng, chiều dài của chiếc này là 47. Thì với phần size mặt đâu đó quay coi khoảng độ tầm 39.5. Thì anh em các chú nên cổ tay nói chung là cổ tay tài nhỏ và tầm trung thì đeo cũng rất là đẹp và đặc biệt là chiếc này nó đã cắt mát rồi nên là anh em đeo thì nói chung là xe tay 16 như em thì đeo cũng rất là vừa này chuẩn đẹp chuẩn phong quân đội luôn anh em có chú nào mà 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 từ trước tới giờ đang cần tìm hay là đang săn một chiếc của phong quân đội nhé anh em có thể tham khảo qua cái mẫu này không khác gì một phiên bản quân đội nhìn rất là khỏe và đặc biệt là trẻ đó đeo lên tay rất là trẻ và uh, dây kim loại thì nó sáng này nó bắt sáng tốt đeo rất là đẹp cho anh em mà xanh cho anh em nhé bản nhật nội địa rất là hiếm hàng tại thị trường Việt Nam anh em chú nào mà cân đối mức giá 4 triệu 6 thì em nghĩ đây là một mức giá chưa tới 5 triệu mà anh em uh, trải nghiệm dòng này thì rất là tuyệt vời rồi đó Seco S nhé 12 bộ cọc số ở trước này thì nó thiết kế theo thiên hướng quân đội nên là sẽ có là bộ cọc số học trò hay còn gọi là bộ cọc số Ả Rập đấy ạ đó và dạ quang của dòng này nó cũng rất là sáng với những cái phần cọc số ở trước này thì nó sẽ có thiết kế ở những cái đường vân dọc ở trên những cái phần cọc số này anh em để ý nhé đó những cái đường vân dọc thì nó sẽ cho chúng ta một cái mức độ bót sáng tốt hơn và về cái chi tiết tính tỉ mỉ của sản phẩm nó cũng được tăng cao hơn anh em nhé đó sản phẩm nói chung là người chủ cũ người ta đeo rất là giữ gìn cẩn thận anh em nhìn nhìn qua thôi là biết là cái hàng này nó còn rất là mới này đó anh em xem qua đó, mắt thừa đầy đủ hết không thiếu một cái gì cho anh em dạ quang của dòng này thì nói chung là tuyệt vời rồi dạ quang của seco thì nói phải nói là dạ quang làm độc quyền của seco nó luôn luôn cho chúng ta một cái mức độ sáng rất là tốt và nhìn về đêm cũng rất là cao anh em nhé Nó dễ dàng nhìn giờ hỗ trợ nhìn đêm cho chúng ta đặc biệt là các bác các chú đeo chiếc này mắt kèm rèm rồi về buổi tối rất là khó nhìn thì với cái phần dạ quang này thì nó hỗ trợ cho chúng ta nhìn đêm tốt này đó đi đêm nó sáng nhìn đêm biết được giờ đó chúng ta sẽ có là ở viền trong nữa thì chúng ta cũng sẽ có là nơi có chứa những cái bộ cọc số khác đó, ở bên trong như thế này tính giờ anh em nhé và ở trên hóc góc hướng 12 giờ chúng ta sẽ có logo Seco Seiko S này và chúng ta sẽ có thiết kế ba kim một nịch đó, đối với dòng quân đội này thì nó sẽ không có nội cơ anh em nhé đó và đối với dòng nội à, địa nhật thì nịch thì chúng ta sẽ có hai thứ tiếng và tiếng nhật và bằng tiếng anh như thế này đầy đủ hết cho anh em nịch thứ nhé và nịch ngày và phần kim thì chúng ta sẽ có một cái phần kim dây thiết kế thanh mảnh và đầu thì sẽ có thiết kế hình tam giác và sẽ có màu à, đỏ có dạ quang đầy đủ nhé đó rãnh kim giờ kim phút chúng ta cũng đều có dạ quang to bản và cực kỳ là dễ nhìn cho anh em máy cơ automatic này dòng chữ make in japan ở dưới góc hướng 6 giờ cho chúng ta đó, đeo trên tay chiếc này thì nói chung là chuẩn phong quân đội rất là dễ đeo anh em nhé nó không khó đeo đâu kính thì vẫn được trang bị thêm một bộ kính khoáng cứng kính Hlex độc quyền của seiko được trang bị trên những cái dòng seiko file hay là seiko s như thế này nó vẫn là một cái bộ kính Hlex độc quyền và nó sẽ cho chúng ta được cái mức độ bền của sản phẩm nó cao hơn so với kính sapphire và kính khoáng thì nó cũng có sẽ một cũng có một cái mức độ chống xước rất là cao anh em nhé chứ không phải nó không có chống xước đâu nó chống xước và chống va đập rất là tốt nó thiên về độ bền sản phẩm cho chúng ta phần núm chỉnh thì chúng ta sẽ có một cái phần núm chỉnh thiết kế phai xước và sẽ có khía cạnh của Seiko như thế này với dòng máy 4R thì chúng ta cũng sẽ đầy đủ chức năng như nên dây có tai, nên có tự động và dừng kim dây khi chỉnh giờ, đầy đủ hết những cái chức năng cho chúng ta này. Đó, đây là những cái chức năng mà cần có ở trên những cái chiếc đồng hồ cơ như thế này, hỗ trợ cho chúng ta dùng rất là sướng nhé. Tiếp theo là về phần mặt đáy ở đây thì em sẽ có mặt đáy hở với phần bố vang của Seiko và chúng ta sẽ có là dòng máy 4R36A với dòng chữ Seiko Time Corporation và dòng, dòng chữ Japan với 24, 24 chân kính, 21.600 dao động và chữ có tối đa 41 giờ. À, đặc biệt là trước này thì nó sẽ có là dòng chữ Made in Japan. Đây cũng là một cái phiên bản sản xuất và nó ráp tại nhà cho chúng ta. Đeo cực kỳ là sướng luôn nhá. Logo Seiko rất là to này, rõ ràng. ở trong nước của chiếc này là 100m đi mưa tắm giặt ở tay bơi nội thoải mái cho em này thân thép không dỉ 316 này đó, số seri number của máy và cỗ máy 4R36 chống từ chống sốc đầy đủ với chiếc này thì cái phần máy của nó thì nó sẽ có một cái tinh chỉnh uh, giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta nó chống từ tốt hơn ở trong những cái môi trường khắc nghiệt anh em nhé nên là về cái độ bền của sản phẩm thì nó cũng được tăng cao hơn nhất là đặc biệt là về cái phần máy thì nó sẽ bền bỉ theo thời gian hơn đó và chống nước 13 thì đây là một cái mức độ chống nước cao rồi anh em đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái cho em và trái tiếp xúc trực tiếp với những cái chất tẩy rửa mạnh ví dụ như là vim hay là những cái, cái chất tẩy rửa mạnh khác à, cồn chẳng hạn thì nó sẽ làm giảm cái hiệu uh, nực sáng của đồng hồ đi à, nó không tốt cho đồng hồ tiếp theo là về bộ dây của chiếc này thì đợt đây là một bộ dây của hãng anh em nhé đây này sẽ có khóa của nogo dây sẽ là dây của hãng à, dây là dây thép đúc hoàn thiện ba dạng chỉ phai xước cho anh em à, Chiếc này nên tay rất đẹp và chuẩn form nhé anh em chú nào mà quan tâm đến dòng này À, em đặc biệt là em chỉ về hiếm duy nhất là một chiếc thôi dòng này là rất là lâu rồi em chưa về khoảng à, độ tầm gần nửa năm nay là em chưa về được chiếc này nói chung là rất là khó tìm và khó săn đó đeo thì nói chung là anh em đeo chiếc này thì không sợ bị nỗi thời nhá và cái thứ nhất cái thứ hai là đặc biệt là khỏe đeo trên tay chắc đầm dễ đeo đấy form size không quá là to và đặc biệt là cổ tay anh em kể cả cổ tay anh em to 18 vẫn đeo được nhá dạ quang hỗ trợ nhìn đêm đầy đủ hết đó dạ quang nhìn đêm có seco thì nói chung là không còn điểm gì để chê rồi và hỗ trợ nhìn đêm tốt cho anh em đặc biệt là các bác các chú mắt mà kèm rẻm nhé nhìn chiếc này phải gọi là tuyệt vời luôn đó bắt nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này thì liên hệ sớm qua zalo của em duy là 0347 808219 để đặt hàng cảm ơn anh em rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn